Địch nữ Nhật Ba Trần Vị Đình và dàn sao Cbiz si giờ khóc sửa cười vì cận thị. Không biết các bạn nào bị cận thị không nhỉ? Phải khi mắt có vấn đề thì mới biết bất tiện như thế nào. Thiếu kính thì nhìn đời bằng sự mong lung, ra đường sợ bị trễ chảnh vì thấy người quen chẳng chịu chào. Gặp trời mưa thì đúng là thảm họa, mà khi tìm hiểu chúng tôi mới biết, không phải mỗi người bình thường như chúng ta vất vả vì bị cận thị đâu. Đơn giản sao hoa ngữ cũng khổ về vấn đề này. Trần Vĩ Đình Phan Trần Vĩ Đình chắc chẳng lạ gì chuyện nam diễn viên bị cận rất nặng chỉ cần không đeo kính lại gây ra đủ sai lầm. Anh chàng này từng thực hiện rất nhiều cảnh rót nước vào ly trên màn ảnh, nhưng lần nào cũng bị cười vì nước chảy một nơi, ly thì một nẻo, chẳng hề gặp nhau bao giờ. Địch đại nhật ba, ba béo của chúng ta cũng là một ngôi sao khổ đủ đường vì đôi mắt, cô nàng bị cận đến 10 độ, còn được bo nớt thêm loạn thị. Vì cận quá nặng nên dù Nhật Ba đeo kính áp tròng cũng chẳng thể nào nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Ví dụ như lúc quay show, Harry Up Zara Cô nàng khiến fan vừa buồn cười vừa thương Vì nhiều chặt hai mắt vẫn chẳng thể hát theo dòng chữ chạy trên màn hình Lưu Thi Thi Nếu những sao khác còn có thể chữa trái bằng kính áp tròng Thì Lưu Thi Thi phải bỏ tay luôn Vì cô từng bị nhiễm trùng mắt do đeo kính áp tròng quá lâu Hậu quả là chỉ sử dụng kính áp tròng Lưu Thi Thi sẽ bị sưng mắt ngay Vật bắt đi thân bây giờ của Lưu Thi Thi Chính là chiếc điện thoại có camera thật xịn Muốn xem gì ở xa thì cứ zoom thật to là được Trương Nhật Quân Vài năm gần đây, Trương Nhật Quân là một trong những cái tên bảo chứng chất lượng phim, đóng gì cũng được khen ngợi về nội dung và diễn xuất. Vậy bạn có biết thời gian quay Cửu Châu Thiên Không Thành, ông xã Đường Nghệ Hân từng bị chỉ trích vì dặn mãi chẳng ra giọt nước mắt nào và kẻ gây tai họa chính là kính áp tròng dành cho người cận khiến mắt anh bị khô, cô mãi mà lệ chẳng rơi. Lục Tiểu Linh Đồng Thời quay Tây Du Ký, Lục Tiểu Linh Đồng cũng từng xuyên mất vai Tôn Ngộ Không bởi cận tới 7 độ. Hóa ra ra mắt không thể nhìn rõ mọi thứ, thần tượng của mình thường xuyên gọi sạch để bạn diễn, thậm chí là cua gậy chống người. Đạo diễn Dương Khiết vì không biết nên trách mắng Lục Tiểu Đinh Đồng, làm việc thiếu nghiêm túc. May mà là sau khi mọi hiểu nhầm được hóa giải, đoàn phim cũng thông cảm, giúp đỡ cho Tề Thiên Đại Thành nhiều hơn. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pvlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.